Đồ cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 4 tháng 4, em xin gửi đến mọi người video số 689, một số cây cần Nhật Bãi. Và shop em ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077 8873 789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship toàn quốc cho mọi người luôn. Mọi người mua hàng nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày ra video. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người là mã hàng số 1. Số 1 là một cây cần Asia khoang lớn nha mọi người, của hãng Sensor Rip. Chất liệu là carbon. Bát là bát Fuji, dài 4,5 m, đọt số 3. Carbon Rose, cây này thì nó có bị lỗi ở đây là gì? Nó giống như là nó bị rọc và nó bị phạm á mọi người. Nó xước ở bên ngoài da thôi. Đó, cái da nó bị xước nè, chứ không có ảnh hưởng gì tới phôi bên trong hết mọi người. Nói chung là bị lớp ngoài thôi nha. Bây giờ mình có thể dán keo lại xài. Đây, cái lớp xước bên ngoài thôi, không có bị vô phôi nha mọi người. Chỉ là cái lớp một cái lớp sơn bên ngoài và một cái lớp xước nhẹ bên trong của carbon thôi. Khoen là khoen Fuji. 3, 6, 7 khoen, một cái bu Fuji. Đọt này là bị lai đọt rồi mọi người. Đọt này không phải đọt nó đâu. Đọt này là em thấy giống như đọt phíp ha. Đọt là 1,6 ly, cân nặng là 230 g. Cây số 1. Rồi cái này để cho mọi người 300 thôi nha mọi người. Về mọi người xài hoặc là có thể thay cái đọt khác vào ha. Em thấy bị lai đọt ha. Rồi cây số 1 này giá là 300 ngàn free ship. Cây số 2 là một cây bôn bay, chất liệu là carbon, bát Fuji, chiều dài là 3 m, độ cứng là 20, high bone central rose. Cây này là màu dạng đỏ đô, có hơi bị trầy xước nha mọi người. Khoen của nó đây mọi người, khoen giống khoen Fuji ha, khoen đá sứ nè. Trên Fuji, trên cần không thấy, trên khoen không thấy dập Fuji nha mọi người. Đọt của cần này là 1,6 ly, cân nặng 170 g, thu gọn 83 cm. Cây số 2 giá 360. Cây số 3 là một cây súp Shooter Caster, dài 3,9 m, Suyumi Make in Korea, bát Fuji FF7, khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần này là 2,5 ly, cân nặng là 380 g, dài 3,9 m, cây số 3 nha mọi người. Giá là 500 ngàn, em bao ship luôn ạ. Chất liệu của nó là carbon. Phôi cần cũng còn đẹp. Cây số 3 giá là 500 ngàn. Cây số 4 này cũng là một cây carbon, bát hãng, dài 3,6 m. Cây này có khả năng là của China sản xuất. Khoen này là khoen hãng luôn. Khoen hãng nha mọi người. Dài 3,6 m, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 200 g, dạng carbon pha, phôi trơn. Cái này 300 ngàn, mã số 4 ạ. Số 5 là một cây súp 4,5 m, bát Fuji FF7, cứng 25, súp Blender NAGE của hãng Sera, khoen Fuji đá sứ, khoen cái thì mình gặp được. Đọt là 2,4 ly nha mọi người, cân nặng là 440 g, cây số 5. Cây này giá là 570 ngàn free ship luôn nha mọi người. Cây số 5, 570. Cây số 6 là một cây Asho carbon, bát Fuji FS6, dài 5,2 m, đọt 1,5 m, Spencer carbon rose của hãng OGK. Ở đây nó có bị trầy xước.
Khoen này là khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần là 1,5 ly ạ. Cân nặng là 180g. Cần nhỏ nhẹ gọn số 6 giá 400 ngàn nha mọi người. Câu trợ máy ha, hoặc là mọi người có thể hạ cần tay. Cây số 6 400. Cây số 7 là một cây Olympic ASO khoen nhỏ. Hàng nội địa Nhật, bát Fuji FS6 dài 6m05, 6m05, chưa tới 6m1 nha mọi người. Cây này thì nó bị hụt 25cm nha. Carbon Rose CR ha. Khoen của nó đây mọi người, khoen là khoen đá sứ ha. Ngọn cần là 1,7 ly, cân nặng 320g. Cần này ra cũng thẳng ha. Vì mọi người thích thì có thể hạ cần tay mình gói bạo lực ha. Cây số 7 này giá là 480.000, mình bao ship luôn nha mọi người. Carbon băng ha. Đóng lỡ thôi, cây này đóng lỡ. Cây số 7 ạ, 480. Cây này thu gọn thì nó tầm 85cm thôi nha mọi người. Số 7 là 480. Số 8 là một cây súp. Cái in Korea. Súp này là endless, dài 4m2, cứng 30, 4 lóng. Bát Fuji FS7, khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần này là 2,9 ly. Cân nặng là 420g. Số 8, cây này giá 600 ngàn nha mọi người. Đọt nó là đọt carbon sơn trắng ha. À, cái khoen này thì nó bị nứt cái ở đây rồi. Em sẽ thay cái khoen khác cho mọi người nếu mà mọi người mua nha. Mua thì em sẽ thay cái khoen hoàn lành cho mọi người. Ở đây có bị trầy xước nhẹ thôi. Cây số 8 giá 600. Cây số 9 nha mọi người. Số 9 này là một cây cần CG, dài là 5m33. Em đo thực tế còn 5m1 ha. Đọt số 3, nặng là 350g nha mọi người. Trên đây nó để 365, cân em là 350 ha. Bát Fuji FS7 ha. Khoen là khoen đá sứ Fuji. Đọt của cần này lớn nha mọi người, 2,2 ly. Dài 5m1, cân nặng là 350g. Số 9 giá 480 nha mọi người, free ship luôn. Số 10 là một cây Seamass. Bát Fuji FS6 dài 5m4. Em đo thực tế còn 5m1 là đọt 1.5. Hai cặp Bone Rose. Khoen là khoen Fuji. Còn của cần này là 1,4 ly ạ, cân nặng 300g ạ. Carbon, nãy giờ em giới thiệu toàn là carbon không nha mọi người. Chỉ có một số cây cuối là phíp thôi ha. Thôi cần cũng còn đẹp. Cây số 10 này giá 480. Cây số 11 là em giới thiệu cây một khúc. Cây cần lưu, dùng cho mấy ngang. Dòng Daiwa. Daiwa Crossbeats. Mấy ngang. Cây này sản xuất tại Trung Quốc. Tem vàng xuất Nhật nha mọi người. Cây này dài 6,6 feet là 1m98 ha. Lưu từ 7 cho tới 21g, lai là 8 cho tới 16 lb, sức tải mát là 8kg nha mọi người. Cây này độ cứng nó M Crossbeats. Phôi cần thì nó có bị cũ theo thời gian, khoen là khoen Fuji. Phôi cần nó có hơi bị sần cũ nè mọi người. Cần còn đủ độ dài, không bị hao hụt ha. Cái ngọn nó thì nó có hơi bị bạc màu. Cây 11 đọt 2 ly, cân nặng là 100g. Cây số 11 giá 500.000. Cây số 12 là một cây lưu một khúc. Cây này là của hãng Inspire Combustic Evergreen Custom Professional Rose, dài 6,4 feet là 1m92, độ cứng của nó là tầm L, 4 cho tới 12 lb, sức tải mát là tầm 12kg. Lưu là 1/16 đến 3/8 OZ. Khoen là khoen Fuji 6, 1 khoen 6, 2 3 4
5 khoen xích và một cái đầu bu xích luôn, cần còn nguyên không có bị hao hụt. Carbon văng, carbon trơn, như carbon trơn, carbon cũng có văng mà không có nổi lắm nha mọi người. Đọt là 2,3 ly, cân nặng 140g, số 12, cây này giá là 600.000. Dưới cần này nó có thương hiệu nè, Evergreen International. Thường những cái cần này rất là ok. Đây. Cần một khúc, tay cầm hơi bạc màu, số 12, 600. Số 13 là một cây cần 2 khúc của Daiwa, cây này của China sản xuất. À, em xin lỗi, cây này là của Hàn Quốc, made in Hàn Quốc, có cốt nô luôn. Dài 2m7, độ cứng là 50, dòng host, dòng hô, hokigi, có hai cái này gọi là cái dây để buộc cần ha, của Daiwa luôn nha mọi người, khoen là khoen chân ca, xích, còn nguyên độ dài ha, còn nguyên bản, bu là bu chống sắn, khoen đề ba nó là Fuji 16, cần còn đẹp. Bát Fuji còn 2,4 ly, nặng 350g. Cây số 13 800.000. Cây số 14 và 15 là một cặp luôn. Chiều dài nó là 5m3 còn 5m1 hết nha mọi người. Đây, cặp này đây qua 450 một cây. Cây số 14 là 5m3 còn 5m1, đọt 1.5, Fine Hunter Cross Carbon. Còn Sun X khoen Fuji đá sứ nè, cần này yếu nha mọi người, cần này thì độ cứng nó cũng thấp thôi, đọt có 1 ly mốt, nặng 120g. Cây này 450, mã số 14, mã số 15 cũng 450, dài 5m1. Đọt số 1. Khoen Fuji đá sứ, ngọn cũng 1 ly, nặng 200g thôi ạ. À. Carbon sống ít ha. Hơi hơi xuống màu xíu. Cây số 15 giá 450 ạ. À. Cần này cũng võng nha mọi người, cầu cảm giác thôi ha. Số 16 giới thiệu đó mọi người, một cây súp 4m5. Súp của hãng Oasis. Dài 4m5, độ cứng 25. Bát Fuji FS7, khoen Fuji đá sứ 5 khoen. Ngọn của cần này là 2 ly 2, cân nặng 460g, số 16 570.000 ạ. À. Số 16 570 phi ship ạ. À. Số 17 là một cây cần tay lóng ngắn chuyên suối à mọi người, Shimano. Chiều dài của nó là có 3 chế độ 35 40 44 ạ. À. À, 35 40 44 ha. À, cây này thì độ cứng nó trung bình thôi. Made in Indonesia, cốt nô là CJIB2044 nha mọi người. Đọt nó là có 0.7 ly thôi. Dòng này mình câu cá nhỏ, câu cảm giác thôi. Cây này để cho mọi người là 750.000. Cần thì cũng còn đẹp. Đọt của cần này là có 0.7 và cân nặng là 90g thôi nha mọi người. Đây, nhẹ ha. Còn hai da. Sân vân. Thu gọn là 50cm. Bỏ cốp xe AB vừa luôn nha mọi người. Số 17 giá 750 ạ. Nhỏ nhẹ gọn. Số 18 là cây Daiwa. Daiwa này là cũng 3 chế độ luôn. Cây này cứng đều. 3 chế độ là 37, 41, 45. Cần này sắn X Carbon Whisker. Đọt 0,8 ly. Nặng 46 sân, à, nặng là 100g. Có bu sóng xoắn, bu xoay 360 độ. Thu gọn là 46cm. Thôi thì nó có một cái chỗ trầy nhiều. Hôm nãy em thấy chỗ nào ta? À đây,
chỗ này nó hơi trè nhiều xíu nha mọi người. Đó, để cho mọi người cây này 700 ngàn thôi ạ, 700 phí ship ha. Còn lại các chỗ khác thì nó cũng xước li ti, xước dâm thôi, không đáng kể. Giá ở đây thì nó cũng hơi bị dợp sơ. Xước số 18 đi ạ, cây này để cho mọi người là 700. 19 cũng là cây carbon, cần tay mini, cần máy mini. Cái này thì mình có dễ vừa câu lân xê mà vừa lưu luôn, bass là bass vặn ha. Sinh de bass lucky alpha của hãng alpha, dài 1m65, made in Hàn Quốc. Khoan này là khoan đá sứ ha. Ngọn đặc, ngọn là 1.8 nè, cân nặng là 100g và thu gọn là 41 cm. Dòng này carbon số 19 này giá 350 phi ship luôn, cần mini nhỏ gọn ha. Tiếp theo là một số cây fit bạo lực, số này số 20 là 1m8, độ cứng tới 150 ạ, thu gọn là 102 cm, hai lóng ạ, Suzumi. Đây, có hai lóng nhưng mà mình dạng rút vào thu gọn nha mọi người. Đây, khoan Fuji đá sứ ha. Đây, cần rất là bạo lực, cần này cứng cao ha, cứng tới 150 luôn, tha hồ mọi người câu biển ha, câu đáy sông hồ. Dài 1m8, đọt 3.7 ly, cân nặng của cần này là 350g, số 20 giá 250 ngàn. Số 21 là một cây cũng bạo lực, cây này câu bè, dài của nó là 1m3, bass là bass Fuji 20, độ cứng cây này tới 150, khoan Fuji nha mọi người, tháp đọt luôn, cần này cứng cao luôn, hơi nặng xíu, cái tay cần này nó có trọng, nó có đối trọng, nó nặng ở phần đít ha mọi người, nặng 360g, phần này là cao su nè mọi người, đọt của nó là 3.1 ly, số 21 này giá là 350 ạ, cây của đây qua nha mọi người. Rồi tiếp theo, số 22 là em bán một cái combo làm 3 món như thế này là giá 300. Nó gồm một cây trúc thật, trúc thật là cái tay cầm thôi, người ta chế bass Fuji FS5 nè, dài là 1m2. Trên này là cần câu tôm, cần đọt mềm dạng câu tôm, cần câu tôm nha mọi người. Chiều dài là 1m2. Gốc của nó là bằng trúc câu tôm. Và cây này là một mét mốt, bát là bát vặn ha, khoan là khoan đá sứ nha mọi người. Cây này 1m1 nè, cần này dạng cần sợi thủy tinh, cần đặt ha. Rồi, và cây tiếp theo là cây này là 1m6 ạ, bát Fuji 6, nó gắn một cái khoan Fuji rất là giá trị ha. Fuji 6 ở đây có một cái khoan này giá trị, còn lại các khoan khác là khoan Fuji đá sứ thường thôi. Cái này thì mình cũng câu bè, câu mực, câu tôm ha. Tháp là tháp thiếp, phíp nha mọi người. Cây này chất liệu là phíp. 1m6, và gồm có 3 cây, 1m2, 1m1, 1m6, 3 cây 200 ngàn phi ship luôn. Rồi thì nãy giờ em cũng giới thiệu đến mọi người một số cây cần ha. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Số 077 8873 789. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ha.